Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn đây là cái cây, đây là một cái cầu điện phanh dầu, cầu xe điện phanh dầu dài 1m4. Nhưng video hôm nay mình xin không giới thiệu về cái sản phẩm này mà xin hướng dẫn các bạn cái cách tháo lắp một cái tambua này để bảo dưỡng đối với trục cầu như thế này. Đấy, thì đối với cầu phanh dầu thì đầu tiên là mình phải tháo cái này trước, sau đó là tháo con ốc trục này ra rồi rút cái này ra, thì ta phải dùng cái công cụ rút của nó, còn nếu đóng ra thì nó dễ bị hỏng. Đấy, sau đây mình thực hiện để cho các bạn xem nhé. Đây là một cái cầu xe điện có chiều dài phổ bì là 1m4. Tin gì? Vào 10 không? Không. Không không. Phải cái ca gì? Ca đen. Đây, mình sử dụng cái vam này để tháo này. Đấy. Đối với cái cách tháo trục thì mình cũng làm tương tự như thế này. Nếu các bạn muốn tháo trục thì các bạn lại lắp cái này vào, siết con ốc này vào, và sau đó là dùng cái búa này giật mạnh ra ngoài này, nó sẽ tụt cái trục ra ngoài.
Đấy là đối với cái cầu này thôi, còn những cái cầu khác thì mình không nói đến. Thì nó làm đơn giản thôi. Cái bộ vam này các bạn có thể tự chế này cũng được. Vặn theo hai con ốc này hoặc là bên mình có bán theo. Các bạn mua thì chuyên tháo thì mình bán, mình có bán cái bộ này. Bộ này nó có loại là dành cho cầu 4 ốc và loại dành cho cầu 5 ốc. Nếu các bạn muốn tháo cái trục này thì lại nắp cái này vào. Rồi trước tiên là phải tháo cái phanh ở trong này ra. Đây là cái phớt. Cậy cái phớt ra thì tháo cái phanh hãm bi ra. Sau đó là lắp cái tambua này vào. Siết con ốc này lại. Và cứ thế là giật thì trục nó sẽ trôi ra ngoài. Nhưng phải nhớ là tháo cái phanh bi ra trước. Đây là các cái cách để tháo trục ra. Rất là đơn giản. Đối với cái cầu phanh cơ thì cũng làm như thế thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu mà thấy cái video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được video mới nhất, mới đăng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình. Ở bên mình cung cấp tất cả các loại phụ tùng xe điện, xe máy xăng, 3-4 bánh, tất cả các loại động cơ điện, động cơ xăng và những cái phụ kiện lặt vặt là đều có hết. Có những cái sản phẩm thì mình không đăng lên được, nhưng mà các bạn cứ hỏi là mình sẽ báo cho các bạn sau. Cảm ơn mọi người.